Chào mừng các bạn đến với cốt truyện xuyên suốt bản cập nhật Cờ Liên Quân lần này. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài Học viện Ma Thuật theo chân biệt đội ánh sáng với những nhiệm vụ bí mật ở Veda. Volcat hồi sinh dẫn đến một vụ nổ năng lượng lớn, đồng thời sản sinh ra các mảnh vỡ năng lượng Andura làm xáo trộn năng lượng bóng tối. Điều này xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Để phục vụ mục đích nghiên cứu năng lượng bóng tối ở Veda, Tulen đã lập ra biệt đội ánh sáng truy đuổi những dấu vết của năng lượng bóng tối xảy ra ở khu rừng Athanor, và từ đó cuộc hành trình bắt đầu. Biệt đội ánh sáng bao gồm 3 thành viên: Lavi, Zata và Roy. Lavi được Tulen giao phó trước đội trưởng và đi chiêu mộ các thành viên còn lại. Anh chàng này có hai biệt tài chính, đó là bắn súng và chém gió. Ngoài ra lại rất thích đi cà khịa người khác. Tiếp đến là Zata, thuộc bộ tộc Hắc Điểu, đảm nhiệm vai trò sát thủ và truy tìm dấu vết. Câu chuyện về quá khứ và thân phận của Zata mang nhiều bi thương sẽ được hé lộ dần dần ở tiểu sử của chàng. Cuối cùng là cô nàng duy nhất trong đội, Roy. Roy được sinh ra từ một nguồn năng lượng kỳ bí, được Illumia đón nhận, gia nhập biệt đội ánh sáng và đảm nhiệm vai trò truyền thông tin, tín hiệu từ xa đến Tulen. Nhận lệnh Tulen, biệt đội ánh sáng tìm đến Mida. Tại đây, họ bắt gặp Violet đang truy lùng một hắc ma pháp sư, một kẻ đã tự hóa thành một con quái vật. Từ đó, nhiều chuyện bí ẩn đã xảy ra và sẽ hé mở một cốt truyện mới ở bản cập nhật tiếp theo. Giờ thì hãy quay trở lại với Veda và bối cảnh cuộc sống nơi đây. Veda là nơi tận cùng của Athanor, cũng là nơi nóng nhất vì gần nhất với mặt trời. Tại đây, dòng nước trong và sạch đến mức người ta có thể nhìn thấy cả tận cùng của đáy biển. Người ở Veda cũng được chia thành các giai cấp xã hội khác nhau. Giai cấp đứng đầu và quyền lực nhất gồm những bán thần là Illumia, L'Oreal và Tulen. Các bạn có thể thấy rõ sức mạnh đặc biệt của họ khi trải nghiệm Cờ Liên Quân. Tầng lớp thứ hai bao gồm các thánh đồ như Gina, Gildu, Yon, Senel, Ignis và Enzo. Tầng lớp thấp hơn là những kẻ không có quyền lực như Lavi, Zata và Rui. Cuối cùng, nằm ở đáy xã hội là những sinh vật cũ kỹ như Omega. Veda nằm ở trên đỉnh của ngọn núi Orphean, và trung tâm Veda là cung điện Cloud, điện trên mây, nơi ở của những thánh đồ được dẫn dắt bởi Illumia. Giáo đình trung ương là trung tâm hành chính của Veda, được điều hành bởi Illumia. Bên dưới gồm 4 điện với 4 vai trò khác nhau. Điện Gospel, Phúc Âm, giữ vai trò truyền bá tín ngưỡng ánh sáng, đứng đầu là L'Oreal. Đây cũng là điện lớn nhất và đông nhất ở Veda. Tiếp đến là Điện Công Lý, phụ trách phán quyết và xét xử. Tulen là người đứng đầu nhưng giao phó mọi việc vận hành cho Yon. Thứ ba là Điện Wisdom, trí tuệ, phụ trách mảng văn hóa và giáo dục. Đứng đầu là Ignis, nhưng L'Oreal cũng tham gia vào một số công việc vận hành trong điện. Cuối cùng, phụ trách về tài chính và thuế của Veda là Điện Tài Phú, đứng đầu là Gildu và báo cáo trực tiếp lên Illumia. Đó là tất cả bối cảnh và cốt truyện xuyên suốt bản cập nhật lần này. Để hiểu kỹ hơn về vai trò, sức mạnh của con người Veda, đừng quên trải nghiệm Cờ Liên Quân, bộ môn đã được Darcy mang về dạy phổ biến ở Học viện Ma Thuật. Còn giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở các bản cập nhật tiếp theo. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.